Thôn vệ tinh không tập 126 và tập 127 Bước vào cấp vũ trụ La Phong và Bách Tạp La Thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay Chúc các bạn xem video vui vẻ Hỏa tinh, hệ mặt trời Đây là một tinh cầu vô cùng khô cằn hoang vu Sau một chiếc phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay thuần Màu đen đang đáp gần một hố sâu đường kính chừng và trăm thước Chiếc phi thuyền vũ trụ này là một trong những phi thuyền dự phòng của La Phong Bây giờ chiếc phi thuyền này đã thành căn cứ bế quan của La Phong tại Hỏa tinh trong tĩnh thất khổng lồ của phi thuyền vũ trụ có một hình hộp chữ nhật màu xanh sẫm khoang dinh dưỡng đang được để trong tĩnh thất cả khoang dinh dưỡng dài 21,6 thước rộng 8,3 thước toàn thân là màu xanh sẫm đồng thời vỏ kim loại bề ngoài khoang dinh dưỡng còn có rất nhiều hoa văn phức tạp trang trí hơn nữa còn có vài cái nút đơn giản khoang dinh dưỡng cấp e có thể nói là khoang dinh dưỡng cao cấp nhất của tộc nhân loại trong vũ trụ mênh mông giá mua cũng phải tới 8.600 ức vũ trụ tệ tương đương với ba bốn tinh hệ rẻ tiền hoang vu một chút. Tầng kim loại bọc ngoài màu xanh sẫm của nó là một thứ kim loại cấp F8, có thể so với xích hỗn đồng mẫu, gọi là thanh nguyễn thạch mẫu, giá cực kỳ đắt. Đương nhiên, vũ khí La Phong sử dụng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu mặc dù chỉ là mảnh nhỏ, nhưng giá lại rất kinh người, chủ yếu vì công nghệ của nó. Cái chân quý của nó là ở cạnh lưỡi của nó. Rèn cho một kim loại vô cùng cứng như xích hỗn đồng mẫu trở thành vô cùng sắc bén là việc vô cùng khó khăn kim loại cấp bậc càng cao muốn ra công chế tạo lại càng khó xích hỗn đồng mẫu đến cả bất hủ dùng một quyền đấm vào cũng chỉ có thể đấm lõ một cú thôi năm đó chủ nhân vẫn mặc tinh để làm cạnh của phi thuyền đã làm cạnh lưỡi hình khuyên tam giác thật ra đã phải bỏ ra rất nhiều tiền do đó phi thuyền vẫn mặc tinh hào vô cùng mạnh mẽ một khi ra tốc các hành tinh thiên thạch cứ như thái rau. vì vỏ ngoài là thanh nguyễn thạch mẫu do đó cho dù bất hủ cũng phải mất nhiều khí lực mới có thể phá được khoang dinh dưỡng Bên trong khoang, một nam tử tóc đen trẻ tuổi tỷ lệ vóc người có thể nói là hoàn mỹ, toàn thân xích lõa nằm trong dung dịch dinh dưỡng màu xám. Những luồng năng lượng ngập tràn chính sinh cơ dọc theo từng lỗ chân lông, nhanh chóng thẩm thấu vào sâu trong cơ thể hắn. Những lực sinh mạng đầy sức mạnh, sau khi thẩm thấu vào những tế bào vật chất gen trong cơ thể, lập tức bắt đầu thúc đẩy cải thiện tiến hóa vật chất gen. Một tấn dịch dinh dưỡng có thể mua được cả trăm nô lệ cấp vũ trụ, số tiền đó có thể mua được trên vạn tinh cầu có sinh mạng. Tóc hắn không ngừng dài ra, da trở nên càng trong suốt, xương cốt càng đặc thêm, mật độ sợi cơ bắp rất cao, sức bùng phát càng mạnh hơn. Đóng lại. La Phong dùng ý thức hạ lệnh cho chín năng khoang dinh dưỡng. Xoẹt xoẹt. Dịch dinh dưỡng nhanh chóng hạ xuống, bên trong khoang nhanh chóng trở nên trống rỗng, rất khô, những luồng sóng nhiệt cao áp như khăn tắm xoa bóp thân thể La Phong, sau đó trong khoang tự động thêm vào nước sạch, rửa thân thể La Phong, cuối cùng tắm rửa hoàn toàn sạch sẽ. La Phong đứng lên, nhảy ra khỏi khoang dinh dưỡng cao chừng ba thước đồng thời ngoài thân tự động hình thành một bộ chiến bào màu đỏ thẫm dưới chân sinh ra một cái giày chiến bộp giày chiến dẫm lên mặt sàn hợp kim phi thuyền khoang dinh dưỡng không hổ là khoang dinh dưỡng hiệu quả tiến hóa thật kinh người la phong mắt lóe sáng nhìn khoang màu xanh sẫm trước mắt tiến hóa xong thân thể ngươi cũng phải kết hợp ở trong khoang dinh dưỡng nằm gần nửa tháng ngươi tối thiểu cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể một lần nữa đi vào được rồi la phong vạn kiếm hồn ấn người luyện tới đâu rồi một thanh âm rất tùy ý vang vọng trong phi thuyền vũ trụ đây là sinh mạng trí năng ba ba tháp bây giờ có thể một lần phát ra 226 đạo kiếm hồn ấn la phong nói la phong đương nhiên không buông lơi vạn kiếm hồn ấn bí pháp dù sao chỉ có tu luyện vạn kiếm hồn ấn đại thành mới có thể thi triển ra nô dịch hồn ấn 266 hồn ấn mới chỉ là tiểu thành công thôi quá chậm cách mức phát ra một vạn kiếm hồn ấn rất lâu chứ đừng nói vạn kiếm hợp nhất Ba ba tháp hò hét. Ta hiểu rồi. La Phong cười. Liên tục tiến hóa nửa tháng, hơn nữa khổ tu niệm lực, La Phong cũng rất mệt mỏi. Lúc này, hắn đi ra khỏi cửa khoang phi thuyền vũ trụ, bay ra khỏi cái hố, đi tới mặt đất trên hỏa tinh. Vùng cát lạnh giá mênh mông màu đỏ, xa xa mờ ảo có cả một trận bão bụi ngút trời. Toàn thân bao phủ trong ma vân chiến y, La Phong hướng mắt nhìn vùng đất này. Đột nhiên, xa xa cơn bão bụi ngút trời mờ ảo có một cái bóng vô cùng khổng lồ nhanh chóng đến gần đây là một con quái thú khổng lồ tựa như một dãy núi khổng lồ ngoài thân lộ ra những vải cá màu đen chỉ thấy cặp sừng dữ tợn ngang nhiên đâm thẳng lên trời đầy những hoa văn kỳ bí kim sắc cổ lưng cũng một đầy hoa văn kỳ bí kim sắc kim giác cự thú từ xa phát ra một tiếng gầm ngút trời con người lạnh giá nhìn về phía nhân loại la phong xa xa la phong cũng nhìn kim giác cự thú cũng nên đột phá tới cấp vũ trụ rồi là phong nhíu mày thân thể kim giác cự thú và thân thể người địa cầu có thể đồng thời xuất hiện ở ngoại giới cũng có thể từng người một xuất hiện ngoại giới cũng có thể không hiện ra ở ngoại giới khi hai thân thể đều không ở ngoại giới thì khi đó nguyên hạch sẽ phải ở ngoại giới bất luận làm cách nào nguyên hạch khẳng định phải ở ngoại giới không thể tiến vào thể nội thế giới được về phần thân thể bất luận là thân thể kim giác cự thú hai thân thể người địa cầu cho dù bị tổn hại trọng thương vẫn có thể khôi phục vì đối với La Phong thì trung tâm sinh mạng kỳ thật là nguyên hạch bao hàm cả linh hồn hắn. Đương nhiên, nguyên hạch là tử huyệt của La Phong, hắn cũng không dám để nguyên hạch lẻ loi ở ngoài, như vậy thuần túy là tìm chết. Chiến đấu lúc trước, sở dĩ, khi kim giác cự thú xuất hiện, thì thân thể người địa cầu phải trốn vào thể nội thế giới, vì La Phong không muốn bị người ta phát hiện thân thể người địa cầu của mình có quan hệ với kim giác cự thú. Còn bây giờ, vì cả hệ mặt trời đều được bố trí hệ thống phòng ngự, tuyệt đối không lo có người phát hiện ra hắn và kim giác cự thú đang ở tại hòa tinh cấp vũ trụ cũng nên đột phá rồi la phong lắc đầu phung tay lên một đống kim loại đủ loại rất quý xuất hiện trên mặt đất la phong lập tức hóa thành một luồng hào quang bay về phía phi thuyền vũ trụ xa xa thân hình khổng lồ của kim giác cự thú to như một sơn mạch vươn cái chân đầy móng vuốt xông tới đống kim loại để đầy cả mặt đất sa mạc không gian vặn vẹo những đống kim loại nhanh chóng thu nhỏ lại rồi sau đó biến mất trong lòng bàn tay kim giác cự thú. Hỏa tinh hoàn toàn yên lặng. Chỉ có thêm hai sinh mạng, một nhân loại tránh trong phi thuyền vũ trụ, một là tinh không cự thú ở dưới nền đất sa mạc. Thời gian trôi qua từng ngày. La Phong mặc dù lo lắng nhưng cũng chỉ có thể đợi chờ. Thời gian hoa hạ, ngày 26 tháng 12 năm 2063, ở trong sa mạc hỏa tinh, kim giác cự thú đang chiếm giữ toàn bộ nơi này. Ngao ngô, thanh âm hùng hậu tràn ngập hương phấn vang vọng cả phía chân trời. Um. Một bóng người nhanh chóng từ phi thuyền vũ trụ bay ra, lơ lửng giữa không trung, hướng mắt nhìn hang ổ xa xa của kim giác cự thú, vẻ mặt vui mừng. Thể nội thế giới rốt cục cũng đột phá, thể nội thế giới kim giác cự thú. Đại lục bao phủ trong màn sương mù kim sắc, vùng đại lục rất ngay ngắn, dài rộng đều là 90 km, nhưng lúc này cả thế giới rung động mạnh lên, vô số sương mù kim loại từ bốn phía điên cuồng tràn vào cả đại lục, làm đại lục kim loại điên cuồng thôn phệ kim khí bắt đầu điên cuồng khoách trương phạm vi dài rộng đều không ngừng khoách trương độ cao không ngừng khoách trương vùng đại lục này cũng trở nên càng dày thêm sương mù kim sắc kịch liệt thu nhỏ lại vùng đại lục kim sắc lại không ngừng khoách trương tốc độ khoách trương làm cho người ta phải chết lặng người ngắn ngủn mấy giờ cả vùng đại lục từ dài rộng 90 km khoách trương thẳng tới dài rộng một ngàn km diện tích mở rộng gấp trăm lần trung tâm kim giác cự thú là nguyên hạch trung tâm nguyên hạch là thể nội thế giới thôn phệ vô số kim loại, cũng là để cho thể nội thế giới có thể khoách trương, trở nên càng thêm hoàn mỹ, chỉ khi thể nội thế giới khoách trương, kim giác cự thú mới có thể đột phá. Còn lúc này, từ dài rộng 90 km, trong thời gian cực ngắn đột phá tới dài rộng cả ngàn km. Thể nội thế giới đã hoàn thành một bước nhảy vọt có tính căn bản. Ầm ầm, sâu trong sa mạc hỏa tinh, kim giác cự thú vốn luôn luôn bị hạn chế của thể nội thế giới nên bị áp chế tại cấp hàng tinh cấp 9 đỉnh cao rốt cục cũng phát sinh biến hóa có tính căn bản một tiếng chu vô cùng hưng phấn thân hình khổng lồ của kim giác cự thú bắt đầu từ từ lớn lên xương cốt càng tráng kiện thêm lân giáp càng cứng rắn thêm thậm chí trên trán còn bắt đầu dần dần xuất hiện chiếc sừng nhọn thứ ba thân thể tựa như được mặc giáp bao trùm hơn phân nửa bằng những hoa văn kỳ bí kim sắc cũng phát ra màn hào quang thần bí không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể kim giác cự thú trong nguyên hạch trong một cự tháp gần như bao phủ cả hư không chín quả cầu lửa nóng rực đang theo một quỹ tích kỳ dị, vờn quanh lẫn nhau, hình thành một kết cấu thiên thể kỳ dị. Đây là linh hồn của La Phong đã cấu thành thực chất. Khi mất đi sự áp chế của thể nội thế giới, nhất thời năng lượng tinh thuần trong vũ trụ bị điên cuồng hấp thu, nhất thời chín quả cầu lửa đã đạt đến cực hạn càng hấp thu nhiều hơn. Chín quả cầu lửa lúc này bắt đầu rung động, thể tích bắt đầu nhanh chóng bành trướng. ầm ầm, những tiếng vọng vang dội. Cơ hồ trong nháy mắt năng lượng vũ trụ trên bầu trời cả hỏa tinh đều điên cuồng bị thôn phệ, hình thành một vòng xoáy năng lượng đáng sợ với năng lượng kinh người như thế chín hàng tinh có thể tích nhỏ xíu nhanh chóng bành trướng ngắn ngủn chỉ trong khoảnh khắc thể tích cũng chúng đã to lên gấp 10. chín quả cầu lửa đều rung lên cứ như vậy trong chốc lát một viên tinh cầu mini lớn nhất đã bành trướng tới một cực hạn bộp một viên tinh cầu mini lớn nhất đã nổ tung bộp 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 tám viên tinh cầu mini khác liên tiếp nổ tung khi chúng đạt tới cực hạn đã đồng loạt nổ tung ra hóa thành vô số những mảnh vỡ tinh thần thậm chí còn hình thành vô số bụi tinh vân hồi lâu sau tất cả đã khôi phục yên lặng trong nguyên hạch sau khi nổ tung sinh ra vô số tinh vân tinh đoàn bụi rất nhiều tinh cầu nhỏ bé vô cùng hình thành một tinh hệ vòng xoáy khổng lồ ở giữa tinh hệ vòng xoáy khổng lồ có rất nhiều những tinh cầu nhỏ bé phải tới hàng ngàn hàng vạn đồng thời những vòng xoáy tinh hệ có tới tám nhánh trung tâm vòng xoáy tinh hệ nơi có mật độ lớn nhất lại có một khu vực tối đen nơi đó là hắc động đầu tiên của cả vòng xoáy tinh hệ hắc động nhỏ bé đang từ từ thôn vệ những tinh thần bụi bậm chung quanh đồng thời hút tới một nơi không thể chạm đến sinh ra những sức mạnh rất tinh thuần xoẹt xoẹt niệm lực tựa như một đám xương tựa như trống rỗng sinh ra xuất hiện chung quanh vòng xoáy khổng lồ làm cả tinh hệ bao phủ trong một vầng sáng đám xương tạo thành vầng sáng có sức mạnh kỳ dị chính là thứ mà cấp vũ trụ tinh thần niệm sư phải dựa vào, niệm lực. Niệm lực vô cùng tinh thuần. Kim Giác Cự Thú chính thức bước vào cấp vũ trụ. Sâu dưới lòng đất, Hỏa Tinh Hoang Vu. La Phong đầy vẻ kích động, nhanh chóng khoan xuống dưới đất. Đột phá tới cấp vũ trụ, lúc này mới được xem là chính thức bắt đầu đặt chân vào hàng ngũ cường giả. Là Kim Giác Cự Thú, vốn có thể nói là huyết thống đỉnh cao nhất cả trong vũ trụ, đã đạt tới cấp vũ trụ, mới có thể biểu hiện ra thiên phú nghịch thiên của nó. La Phong biến mất tiến vào trong thể nội thế giới kim giác cự thú thân thể đã dần dần lớn lên chiều dài đã trên một km trên mặt ba cái sừng nhọn đầu cổ lưng cánh bốn chân đầy móng vuốt đuôi trên cả lân giáp từ sinh ra đã có hoa văn kỳ bí kim sắc nhưng lúc này lại ẩn hiện có những tia hào quang cả khu vực đầy xương mù kim sắc bao phủ chung quanh kim giác cự thú đây đây là khu vực sao linh hồn la phong có thể rõ ràng cảm giác được một luồng năng lượng kỳ dị vừa rồi mới đột phá tới cấp vũ trụ hậu với sự trợ giúp của niệm lực từ những hoa văn kỳ bí khi mới sinh cả nguyên lực ý chí và thân thể tự nhiên đã đạt tới một trạng thái vô cùng hài hòa tuyệt vời giữa những sức mạnh thậm chí còn sinh ra sự dung hợp sau khi năng lượng kim sắc dung hợp lại có thể sinh ra hiệu quả khống chế không gian chung quanh huyết mạch truyền thừa ký ức cho biết cho dù kim giác cự thú chỉ ăn ngủ ngủ ăn thì trong quá trình trưởng thành cũng sẽ tự nhiên có khu vực hơn nữa khu vực không ngừng tăng lên một lớp hai lớp cho đến lúc tới khu vực chín lớp thậm chí cuối cùng đột phá sẽ có thế giới lực bước vào giới chủ thậm chí còn có thể được quy luật bản nguyên kim trong bản nguyên vũ trụ thừa nhận đạt tới giới chủ đỉnh cao chuyển thừa ký ức quả nhiên không hư quả nhiên không hư quá quá nghịch thiên là phòng vô cùng kích động người so với người đã thấy không công bằng người so với kim giác cự thú một trong những huyết thống đỉnh cao nhất của bộ tộc tinh không cự thú thậm chí còn có thể nói là một trong những huyết thống đỉnh cao trong vũ trụ thì càng thấy vô cùng bất công. Có khu vực rất khó như Hồng Lôi Thần, một người là nhân vật tông sư nội gia quyền, một người thu nạp tinh hoa nội gia quyền hoa hạ, yoga của Ấn Độ, hai người trải qua thời kỳ đại niết bàn, cuối cùng mới đột phá tới cảnh giới cao nhất của nội gia quyền, thuật yoga cổ, thái cực viên mãn, thiên nhân hợp nhất, đạt tới tầng cao nhất có khu vực. Còn kim giác cự thú là huyết thống đỉnh cao nhất trong vũ trụ mênh mông thì nhất định khi trưởng thành tới bước cuối cùng sẽ tìm được quy luật bản nguyên vũ trụ thừa nhận đạt tới giới chủ đỉnh cao đắc ý cái gì hưng phấn cái gì hồng và lôi thần lúc còn là cấp hành tinh đã có khu vực người đạt tới cấp vũ trụ mới có khu vực còn hưng phấn đắc ý cái gì về phần quy luật trận đấu giữa cáp khắc tư và cái kỳ ở đấu võ trường cáp khắc tư đã có thể cảm ngộ một chút về bản nguyên vũ trụ quy luật còn nữa lần trước ngươi và lôi thần ở sát lục tràng không gian quyết chiến đều bị một nữ tử áo bào trắng dễ dàng đánh bại nữ tử áo bào trắng đó cũng mới là tinh cấp bậc một mà đã có thể cảm ngộ được quy luật rồi trong nhân loại vũ trụ có rất nhiều thiên tài ngươi đắc ý cái gì thiên phú không có nghĩa là thành tựu sẽ cao kim giác cự thú đời đời truyền thừa trong lịch sử toàn bộ cộng lại cũng có rất nhiều kim giác cự thú nhưng thành tựu của các kim giác cự thú lại chênh lệch rất lớn có kim giác cự thú thuần túy sống bằng vốn có sẵn cuối cùng đạt tới giới chủ đỉnh cao trải qua những năm tháng dài đằng đẵng rồi chết già có kim giác cự thú ngay từ đầu cũng thuần túy chỉ dựa vào thiên phú lãng phí sinh mạng nhưng khi trải qua một việc bị ngăn trở mới giật mình tỉnh giấc có thể độc lực khắc khổ tu luyện nhưng những thời gian lãng phí từ trước đã quá dài rất nhiều con không thể trở thành bất hủ chỉ có một số cực nhỏ kim giác cự thú hiểu ra rất sớm thiên phú là một mặt nhưng bản thân cố gắng cũng rất trọng yếu, Kim Giác Cự Thú mới có thể luyện một vài bí pháp, như tuyệt đối không gian, như cử trọng tê không đến trình độ cực cao, thậm chí còn bước vào bất hủ, thậm chí còn có Kim Giác Cự Thú bất hủ sáng tạo một vài bí pháp, trở thành anh hùng của cả tộc quần Kim Giác Cự Thú. Giới chủ đỉnh cao, bất hủ, siêu cường giả trong bất hủ, ngươi muốn trở thành cái nào? Nếu chỉ muốn trở thành giới chủ đỉnh phong, ngươi cứ mỗi ngày chơi bời thôi, năm đó ngươi ở Thái Bình Dương ra sức liều chết một trận, đoạt được thân thể kim giác cự thú đã nhất định thành công rồi trở thành giới chủ đỉnh phong đối với ngươi quả là không còn khó khăn gì nữa muốn trở thành bất hủ phải chăm chỉ vô cùng trở thành siêu cường giả trong những bất hủ mạnh hơn cả sư phụ ngươi vậy cần phải có nhiều nhân tố như chăm chỉ phấn đấu nhận thức ngươi chọn con đường nào những tiếng hét liên tiếp của ba ba tháp làm la phong bừng tình ba ba tháp nói đúng hồng và lôi thần từ khi là cấp hành tinh đã có khu vực lúc trước nữ tử áo bảo trắng dễ dàng đánh bại mình chỉ là tinh cấp bậc một mà đã cảm ngộ được quy luật nói về thiên phú có lẽ nhân loại không bằng kim giác cự thú nhưng dân cư tộc nhân loại trong vũ trụ thật sự quá nhiều với con số vô cùng khổng lồ đó sẽ làm cho tộc nhân loại sinh ra một vài thiên tài có nhận thức nghịch thiên cực cao thiên phú của kim giác cự thú đã là vô cùng nghịch thiên ta đây phải so với những thiên tài nhân loại nghịch thiên nhất trong vũ trụ là phong mắt lóe sáng kim giác cự thú bao đời kim giác cự thú ta phải thành con kim giác cự thú mạnh nhất la phong trong lòng hào khí vạn trượng trong cặp mắt màu vàng tối khổng lồ lóe ra kim quang sư phụ lúc trước chỉ đoạt xá thân thể thiếu niên long khoa tộc ta lại đoạt xá thân thể kim giác cự thú sư phụ năm đó dựa vào chính mình sáng chế ra bí pháp hồn ấn còn ta lại có kim giác cự thú vẫn mặc tinh nhất mạch bí pháp của cả hai mạch thiên phú nội tình ta đều có nghị lực ta cũng có ngộ sinh ta cũng không kém tất cả đều có ta tối thiểu trước hết cũng phải trở thành bất hủ, sau đó trở thành siêu cường già trong bất hủ, mạnh hơn cả bất hủ so với lúc trước giết chết sư phụ, là phong tràn ngập khát vọng về tương lai. Kim giác cự thú nằm hoàn toàn dưới lòng đất hỏa tinh, toàn thân lân giáp nó có những hoa văn kỳ bí kỳ dị trời sinh làm kim giác cự thú toàn lực tĩnh tâm sẽ mờ ảo có thể cảm ứng được một loại chấn động kỳ dị. Đó là chấn động bản nguyên vũ trụ mênh mông. Nhưng loại chấn động kỳ dị này giống như bị một tầng vải xốp che lại làm La Phong phải cố hết sức mới cảm ứng được lờ mờ nhưng cho dù như thế cũng đã làm ba ba tháp thán phục vô cùng rồi vì trong điều kiện bình thường phải đạt tới khu vực 8 hớp hay khu vực 9 lớp mới có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được loại chấn động này còn la phong chỉ mới đạt tới khu vực một lớp mà đã có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được rồi khi kim giác cự thú ở trên đại lục kim loại trong thể nội thế giới thì việc cảm ứng chấn động quy luật bản nguyên kim trong bản nguyên vũ trụ lại hình như càng thêm rõ ràng một chút nữa thời gian như nước chảy một tháng lại một tháng rất nhiều việc đã diễn ra Đầu tiên là việc di dân của ngũ đại cường quốc địa cầu. Đợt di dân đầu cộng lại đại khái có trên 8 vạn người. La Phong ở cảnh nội hệ Ngân Hà trong Ngân Lam Đế quốc, mua một tinh cầu tên là Bích Hồng Tinh. Trên Bích Hồng Tinh trước kia đã có vài ức cư dân nhân loại, còn bây giờ đã có thêm một nhóm người địa cầu di dân tới, được an bài trong một khu ở Bích Hồng Tinh. Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh YouTube Chuyện Hay, truy cập kênh YouTube Chuyện Hay để cập nhật những video mới nhất. An bài việc này xong, La Phong chuyên tâm đắm chìm trong tu luyện. Thân thể con người chuyên tâm vào vạn kiếm hồn ấn, đồng thời cũng bỏ ra một bộ phận tinh lực nghiên cứu độn thiên toa. Về phần kim giác cự thú thì hoàn toàn chìm vào quy luật khu vực thiên địa. Thoáng cái đã tới năm 2065. Ngày 25 tháng 10 năm 2065 năm, theo lịch hoa hạ, trong căn cứ tu luyện của La Phong trên hòa tinh, trong tĩnh thất rộng rãi của phi thuyền vũ trụ, một khoang dinh dưỡng màu xanh sẫm làng lặng nằm đó. Đột nhiên khoang dinh dưỡng tự động mở ra, lộ ra một nhân thể nam tử bên trong, toàn thân xích lõa, tóc đen ngắn một tấc, toàn thân La Phong nhanh chóng hình thành một tầng chiến y, giày chiến, sau đó bay ra khỏi khoang dinh dưỡng. Hai năm trôi qua, cuối cùng cũng bước vào cấp hàng tinh cấp 7. La Phong mỉm cười khoang dinh dưỡng cấp e quả thật không tệ. Không gian bí pháp tu luyện thế nào rồi? Trong phi thuyền vang lên thanh âm ba ba tháp. Không có đầu mối gì cả. La Phong lắc đầu. Không gian bí pháp thật sự là quá khó, ta căn bản chẳng có tiến bộ chút nào hai năm trước ở giới trong giới la phong bắt đầu tu luyện vạn kiếm hồn ấn vạn kiếm hồn ấn thuộc về bí pháp tương đối cơ sở của hồn ấn bí pháp của vẫn mặc tính nhất mạch hồn ấn có thể từ từ tập luyện dần la phong mất hơn một năm tới gần hai năm cuối cùng mới luyện đến trình độ vạn kiếm quy nhất đại thành luyện thành vạn kiếm hồn ấn rồi luyện thêm nô dịch hồn ấn sẽ rất dễ thành công lúc này ba ba tháp lại giao cho la phong một bộ bí pháp khác nói là la phong sư phụ ngươi mặc dù không có hoàn toàn lĩnh ngộ quy luật bản nguyên không gian nhưng cũng được quy luật không gian thừa nhận vẻ mặt không gian bí pháp cũng có thành tựu rất lớn thậm chí còn có thể xuyên tòa ám vũ trụ che giấu cả tọa độ vũ trụ trong số những bất hủ cũng chỉ có rất ít người mới có thể làm được người mặc dù là kim giác cự thú nhưng cũng chỉ có thể cảm ứng được quy luật bản nguyên kim huống chi bản nguyên không gian vốn chính là một trong hai đại quy luật bản nguyên khó lường nhất trong vũ trụ ngang hàng với bản nguyên thời gian ta thấy Ngươi bây giờ có chút chút thành tựu về hồn ấn, vạn kiếm hồn ấn đã thành công, nô dịch hồn ấn cũng thành công, lại có khu vực của mình, miễn cưỡng có thể bắt đầu tìm hiểu không gian bí pháp, bắt đầu từ cái đơn giản nhất. Không gian bí pháp từ lúc nhập môn, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Nhưng ngươi từng tu luyện bí pháp tuyệt đối không gian của kim giác cự thú, có lẽ việc tìm hiểu không gian bí pháp sẽ dễ dàng một chút. Cố gắng đi, quy luật bản nguyên mới là đại đạo, quy luật bản nguyên kim người để kim giác cự thú tu luyện, còn không gian bí pháp chính là thứ mà ngươi sau này chủ tu ba ba tháp lúc trước vô cùng chờ mong nó cho rằng la phong có thiên phú của kim giác cự thú hẳn là sẽ dễ dàng hơn một chút đáng tiếc tu luyện mấy tháng rồi mà hoàn toàn không có chút sở thành đến cả nhập môn cũng chưa từng thành công nói đúng ra đến cả cửa cũng chẳng sờ được ba ba tháp nhập môn không gian bí pháp cũng khó khăn vô cùng la phong nói đừng nản chí mấy tháng không thành thì vài năm vài năm không thành thì vài chục vài trăm năm từ từ thôi Ba ba tháp cười nói. Có lẽ ta quá hà khắc với ngươi. Không gian bí pháp bình thường phải là cường giả giới chủ mới tương đối dễ dàng tu luyện. Nhưng càng sớm thành công thì tương lai thành tựu càng lớn. Hiểu rồi. La Phong gật đầu. Được rồi La Phong. Dựa theo thời gian thôi chắc thì nhân mã gia tộc Nạc Lam Sơn hẳn là trong vòng 10 ngày tới sẽ tới. Tính toán sai số một chút thì chiếc phi thuyền vũ trụ của họ trong những ngày sắp tới tùy thời đều có thể xuất hiện tại hệ mặt trời. Ba ba tháp nhắc nhở gia tộc Nạc Lam Sơn. La Phong mỉm cười. Ta cũng đang chờ chúng lâu rồi. Từ 2 năm 8 tháng trước, La Phong đã biết nhân mã gia đình Nạc Lam Sơn đã xuyên qua trùng động đang bay về phía địa cầu. Thời gian lâu như vậy, La Phong sớm đã làm khá nhiều sự chuẩn bị. Tự tin 10 phần há. Trong phi thuyền vũ trụ vang vọng thanh âm chế nhạo của ba ba tháp. Được rồi, La Phong, bây giờ chúng ta nên trở về địa cầu rồi. Không vội. La Phong lắc đầu cười kim giác cự thú đang tu luyện bản tôn thiên địa tạm thời không thể dừng lại đợi lát nữa đi ta cũng nhân cơ hội đi vào không gian quyết chiến sát lục tràng luyện tập cũng lâu lâu rồi không đi không gian quyết chiến sát lục tràng đâu có tính khiêu chiến gì với ngươi nữa vượt sai là có tính khiêu chiến thôi la phong mỉm cười lập tức khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại ý thức hắn tiến vào mạng vũ trụ giả định mạng vũ trụ giả định không gian quyết chiến sát lục tràng trên đảo hắc long sơn đây là sa mạc bao la trên sa mạc có hai người đang đứng một người mặt có vải cá màu xanh chán có một sừng nhọn lưng có hai thanh chiến đao đan chéo hắn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối thủ xa xa đối thủ của hắn là một nam tử nam tử anh tuấn có đôi mắt màu bạc mặc chiến bào màu trắng mái tóc rất dài bách đao nam tử tóc bạc cười khẩy một tiếng ngươi dám vượt ra chiến đấu sao ta sẽ cho ngươi biết chỗ bất đồng giữa cấp vũ trụ cấp 9 và cấp vũ trụ cấp 8. hừ nam tử vẩy xanh hừ lạnh một tiếng điều này làm nam tử tóc bạc sầm mặt lại ầm um, ầm um. nam tử vẩy xanh và nam tử tóc bạc đột nhiên cùng lúc hóa thành hai luồng hào quang trong nháy mắt nhập lại trong một tỉnh thất ở sát lục tràng nạc lam sơn mặc chiến im màu xanh lá đang cùng một nam tử mặc trường bào màu xám trò chuyện đồng thời trước mặt họ còn hiện lên một màn hình trên màn hình đang truyền lại cuộc chiến giữa nam tử vẩy xanh và nam tử tóc bạc thực lực của bách tạp la mạnh hơn trước nhiều nam tử trường bào màu xám đôi mắt dài nhỏ mặt đầy vẻ tán dương. Thiên phú nghị lực nhận thức của Bách Tạp La là một người ưu tú nhất dưới trướng mấy đại đệ tử ta. Nạc Lam Sơn có vẻ rất đắc ý nói. Ta mặc dù tìm được danh hiệu vũ giả cự phủ, nhưng năm đó khi ta còn ở cấp vũ trụ cấp 8, cũng không nhất định có sức chiến đấu như hắn bây giờ. Đánh giá hắn cao thế à? Nam tử trường bò màu xám kinh ngạc nói. Người cho rằng trận này hắn có thể thắng sao? Có thể thắng. Nạc Lam Sơn nói khẳng định đối thủ của hắn là cấp vũ trụ cấp 9 đó. Nam tử trường bò màu xám nói. Ngươi nhìn đi. Nạc Lam Sơn tự tin 10 phần. Trên màn hình, nam tử vẩy xanh bách tạp la và đối thủ bị khiêu chiến đang cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Cuồng phong màu xanh vờn quanh, bách tạp la giống như một đứa con cưng của gió, cả người hóa thành một con quay, xoay tròn không ngừng. Chiến đao trong hai tay hóa thành những luồng đao quang sáng như tuyết, không ngừng cát về phía nam tử tóc bạc. Còn thân hình nam tử tóc bạc vô cùng phiêu giật. Trung quanh thân thể cũng bốn phía phủ những sợi ánh sáng trắng, cả người cũng tương tự như một mặt trời. Nam tử tóc bạc không chế một binh khí niệm lực trông như sợi tơ, không ngừng quấn về phía bách tạp la. Mười đao, nam tử vẩy xanh tỏ vẻ rất dữ tợn, quát khẽ một tiếng. Đao quang nhất thời hóa thành mười ánh đao. Năm mươi đao, lại quát khẽ một tiếng nữa. Đao quang trắng như tuyết càng dày đặc, những luồng đao quang trắng như tuyết giống như hình thành cả một đóa hoa sen mỗi ánh đao đều hóa thành những cánh hoa hoa sen. Ti ti, một binh khí hình tơ đang múa loạn chung quanh, bách đao đang lần lượt siết chặt bách tạp la. Bách tạp la quát lớn một tiếng. Ầm ầm, những luồng đao quang trắng như tuyết vô cùng chói mắt, trong nháy mắt như hình thành cả những cơn sóng ngút trời ngày biển động, do trăm đao quang trắng như tuyết tạo thành, trong nháy mắt đã phủ kín cả nam tử tóc bạc, trong mắt nam tử tóc bạc có vẻ hoảng sợ, khó có thể tin, nhưng sau một tiếng bùng cả người hắn đã bị xé toạc. Bách tạp la trên mặt đầy những vảy màu xanh, hơi lạnh một tiếng, biến mất khỏi không gian quyết chiến. Thắng rồi! Nam tử trường bào màu xám lộ ra vẻ kinh hỉ, hưng phấn kêu lên. Thế nào? Đúng như ta nói chứ. Nặc Lam Sơn mỉm cười nói. Rất đẹp, đệ tử ngươi thật sự quá lợi hại. Nam tử trường bào màu xám mặt đỏ rực lên vì kích động. Đào pháp kỹ xảo của hắn đã kết hợp hoàn mỹ cùng với khu vực phong. Hơn nữa đào tốc lại, càng lúc càng nhanh, không ngừng đẩy mạnh hơn nữa càng về sau lực công kích càng mạnh cuối cùng thẳng áp đảo hoàn toàn cấp vũ trụ cấp 9. đúng nạc lam sơn gật đầu ưu điểm của bách tạp là, chính là hắn bộ đao pháp luôn luôn được thi triển vừa với quá trình tập luyện sau này sẽ càng ngày càng mạnh hơn nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng lúc vừa mới thi triển đao pháp uy lực đao pháp vẫn không phải là quá mạnh nếu đối thủ nắm được lúc này thì có thể giết chết hắn ha ha đừng quá hà khắc đệ tử ngươi dùng song đao liên miên không dứt nhưng hắn lại có khu vực phong thân hình phiêu giật linh hoạt muốn khi mới bắt đầu mà giết chết hắn là việc rất khó còn đao pháp hắn một khi thi triển đối thủ sẽ coi như chết nam tử trường bò màu xám cười nói không sai vô cùng đúng có thể vượt qua kiểm tra nạc lam sơn nhìn hắn không thành vấn đề lát nữa ta sẽ chiếu video cho đại nhân xem tin rằng sẽ đưa bách tạp la trở thành đặc đẳng bách hổ lâu tinh anh của đám chúng ta hẳn là không thành vấn đề gì. Nam tử trường bào cười nói. Vẻ tươi cười nạc lam sơn càng nồng hơn. Một lát sau. Trong tĩnh thất chỉ còn lại có nạc lam sơn. Cộp. 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 Tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Nạc lam sơn hô. Cửa mở. Chỉ thấy bách tạp la bao phủ trong hắc bào. Cùng nam tử tai nhọn Đức Ôn đi vào. Tộc tổ. Đức Ôn. Bách tạp la cung kính khom người. Ưm. Nạc lam sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người trước mặt bách tạp la hắc bào gương mặt che kín những vảy màu xanh làm người ta lạnh mình nhưng nạc lam sơn lại càng nhìn càng thích bách tạp la ta vừa rồi đề cử ngươi với bách hổ lâu cho ngươi được chế độ bồi dưỡng đặc đẳng tinh anh cảm ơn sư phụ bách tạp la hơi khom người ươm nạc lam sơn lập tức nhìn về phía đức ôn đức ôn ngươi và bách tạp la bây giờ hẳn là sắp đến địa cầu rồi tộc tổ chúng ta bây giờ cách địa cầu rất gần dự tính ba ngày sau là đến địa cầu trong mắt đức ôn có vẻ rất chờ mong bay mãi hai năm tám tháng hắn đương nhiên rất sốt ruột rất tốt nặc lam sơn hơi kích động bách tạp la nặc lam sơn nhìn về phía bách tạp la sư phụ bách tạp la rất tôn kính sư phụ hắn nhớ kỹ các ngươi tiến về địa cầu mục tiêu đầu tiên là tìm được phi thuyền tộc cơ giới do đó các người trước hết đừng có kinh động nhân mã trên địa cầu càng không được kinh động tên la phong trước hết phải đoạt cho được phi thuyền tộc cơ giới. Nạc Lam Sơn vẻ mặt rất nghiêm túc. Đợi khi tìm được phi thuyền tộc cơ giới, rồi xem có cơ hội thì giải quyết luôn tên La Phong kia. Dạ. Bách Tạp La, Đức Ôn đều cung kính đáp. Đi đi, ta chờ tin tức tốt của các người. Nạc Lam Sơn cười nói. Bách Tạp La, Đức Ôn lập tức ly khai. Khi Bách Tạp La và một người khác vừa chiến đấu xong, đồng thời ở không gian quyết chiến sát lục tràng. Phá. La Phong nhìn đối thủ, một con cá kiếm kim sắc đảo qua một vòng cung tuyệt vời, làm cho người ta đắm chìm vào sự mỹ lệ của nó. Con cá kiếm kim sắc đã bắn vào đầu đối thủ. Tên điên, thắng, phá. Trong khu vực tràn ngập kim quang, con cá kim sắc hưng phấn vô cùng. Nó nhảy lên cao, rồi nhảy về phía trước. Cái đuôi vung mạnh, lập tức hóa thành một vòng cung vô cùng quỷ dị, dễ dàng tìm ra khe hở từ một màn phòng ngự nhìn như vô cùng nghiêm mật, nhập thẳng vào, đâm vào ấn đường của đối thủ tên điên thắng phá 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 sát lục tràng đảo hắc long sơn danh khí tên điên rất lớn tên điên là siêu cường giả xếp hạng chín sao bây giờ mỗi lần chiến đấu đều vượt xa chiến đấu cả mấy hôm trước khi còn là cấp hàng tinh cấp 6 tinh thần niệm sư hắn đã quét ngang toàn bộ cấp hàng tinh cấp 6. khi hắn bước vào cấp hàng tinh cấp 7 tinh thần niệm sư thì cũng trong một thời gian cực ngắn nhanh chóng vọt tới xếp hạng chín sao cũng vô địch trong đám đồng giai cho dù chiến đấu vừa ra chiến đấu, cũng phải thắng tới 90%. Vô cùng đáng sợ. Ở Hắc Long Sơn Tinh Vực, đã không ít thế lực chú ý tới thiên tài tuyệt thế này, bất luận tứ đại thế lực hay hai đại thánh địa, đều đưa tay mời siêu cấp thiên tài này. Nhưng, thiên tài được gọi là tên điên này lại căn bản không để ý tới họ. Chấm dứt, không chơi nữa. La Phong mỉm cười, biến mất khỏi không gian quyết chiến. Trên hỏa tinh, trong phi thuyền, La Phong khoanh chân tĩnh tọa trượt mở bừng mắt sát lục tràng trên đảo hắc long sơn chẳng còn tính khiêu chiến gì nhiều lắm là phong cảm khái một tiếng đắc ý cái gì người bằng vào kim giác cự thú có khu vực bốn lớp hơn nữa lại hơi cảm ngộ về quy luật bản nguyên kim người phải biết rằng chính là ở vũ trường cự phủ giống như trận sinh tử chiến cấp vũ trụ lúc trước một người đã cảm ngộ ra quy luật bản nguyên vũ trụ là lập tức chiến thắng người cảm ngộ ra quy luật bản nguyên lại có bốn lớp khu vực cảnh giới điểm chết người chính là cường độ ý thức của ngươi vượt xa qua đối thủ đồng giai vì cường độ ý thức ngươi là cường độ ý thức của kim giác cựu thú khu vực quy luật bản nguyên cường độ ý thức đều vô cùng cường đại vô địch trong đám đồng giai ở hắc long sơn tinh vực có gì mà kỳ quái chứ muốn so thì so với những thiên tài của cả càn vu vũ trụ quốc ấy hoặc là so với những thiên tài cả trong vũ trụ ba ba tháp không bao giờ cho la phong đắc ý thường xuyên đả kích hắn la phong nhếch mép cười bay thẳng ra khỏi phi thuyền vũ trụ đi lên mặt đất hỏa tinh. ầm ầm xa xa, một con quái thú lân giáp màu đen, vô cùng khổng lồ, liếc mắt cơ hồ nhìn không tới điểm cuối, trượt phá thổ bay ra. Cặp con ngươi lạnh giá màu vàng tối bạo ngược nhìn về phía La Phong, lập tức tinh không cự thú hư không tiêu thất, tiến vào thể nội thế giới của La Phong. Bản tôn thiên địa thật là khó tu luyện. May mà ta ở giới trong giới đã có được số tiền kinh người, nên lúc này mới mua được những vật liệu vô cùng chân quý ấy, chẳng trách rất nhiều kim giác cự thú cả đời nhiều nhất cũng chỉ luyện thành bản tôn thiên địa tầng thứ nhất mà thôi la phong lắc đầu cảm khái rồi sau đó nhanh chóng bay về phía phi thuyền vũ trụ ầm ầm phi thuyền vũ trụ cất cánh ly khai hỏa tinh về địa cầu địa cầu khối đại lục á châu dương châu thành hoa hạ quốc la phong thu hồi phi thuyền vũ trụ sau đó lao thẳng về phía tây hồ biệt viện hạ xuống lúc này đã là hoàng hôn mặt trời đỏ ối vắt ngang toàn bộ phía tây chiếu xiên xiên xuống bãi cỏ vàng úa trên bãi cỏ có một cái lôi đài hợp kim cực lớn trên lôi đài có hai nam hài đang cầm chiến đao hóa thành hai luồng tàn ảnh tiến hành chiến đấu ầm ầm không khí vỡ tung ra tốc độ cực nhanh sinh ra những âm thanh nổ oang dừng lại bên cạnh lôi đài một nam tử đầu chọc có vẻ thuần hậu môi dày mỉm cười nói trên cái đầu chọc của hắn còn có những phủ văn kỳ dị hơi cùng loại với những ký hiệu kỳ quái của môn phật giáo trên địa cầu hai nam hài dừng lại ngay nam tử môi dày đầu trọc khẽ khom người trong mắt có vẻ tôn kính phát ra từ đáy lòng. Chủ nhân! Thu phạm, làm phiền ngươi rồi. La Phong hạ xuống, giải chiến dẫm trên lôi đài. Ba ba! Ba ba! Hai hải tử La Hải và La Bình đều sáng mắt, vui mừng chạy về phía La Phong. La Phong cười nhìn mình hai con trai, bây giờ chúng xuất sắc hơn hai năm trước, vì có đủ vốn liếng để bồi dưỡng cho nhi tử. Hơn nữa La Phong có một vài bí pháp lấy từ vẫn mặc tính nhất mạch, lại có truyền thừa ký ức của kim giác cự thú nên hai con trai đã được bồi dưỡng cực tốt. Bây giờ hai con trai luận về chiến lược đã được xem là chiến thần cao cấp rồi. Loại trình độ này nếu tính trên địa cầu thì có lẽ quá ghê gớm, nhưng phóng mắt ra cả vũ trụ thì căn bản không tính là gì. Hai đồng sáu bảy tuổi nếu có huyết thống một chút, cho dù không quan tâm bồi dưỡng, tới tuổi này cũng phải bước vào cấp hành tinh rồi. Gần đây hai tiểu tử, tử này có biểu hiện thế nào? La Phong cười nhìn nam tử đầu chọc dày môi bên cạnh Thu Phạm. Hai vị tiểu chủ nhân rất cố gắng cơ sở đao pháp cũng rất vững chắc thu phạm tán dương ba ba nghe rồi chứ chúng con rất cố gắng mà hai hải tử vội đắc ý nói la phong không khỏi nở nụ cười các con đi chơi đi cha và thu phạm thúc thúc có việc dạ hai hải tử đều gật đầu thật mạnh hai đứa nhìn nhau trong mắt đều có vẻ hưng phấn vội chạy như bay về phía pháo đài đối với chúng thì khi được tiến vào vũ trụ giả định chơi trò chơi giả định là việc vô cùng vui vẻ Nơi đó có rất nhiều hài đồng lớn bằng tuổi chúng. Thu Phạm, gần đây tu luyện như thế nào? La Phong cười hỏi. Chủ nhân truyền hồn đao chảm bí pháp cho ta, thật sự là thâm sâu khôn lường, gần đây vừa mới hơi có chút thành quả, nhưng có rất nhiều chỗ còn mơ hồ. Thu Phạm cung kính. Ngươi nói đi. La Phong nói. Xin chủ nhân chỉ điểm. Thu Phạm cung kính nói. Trong tầng thứ nhất hồn đao chảm, về niệm lực hư hóa tụ thành đao. Thu Phạm hỏi. La Phong trả lời. Mà nói đúng ra kỳ thật là do ba ba tháp tại trả lời, bởi vì hồn đao trảm bí pháp là một loại bí pháp cực kỳ cường đại trong vẫn mặc tính nhất mạch, là thứ mà chủ nhân vẫn mặc tinh năm đó từ một di tích hắn ngẫu nhiên tìm được. Do đó việc tu luyện cũng không có yêu cầu hà khắc đặc thù gì lắm. Còn bí pháp hồn ấn thì cần phải có linh hồn chuyển đổi thì sau đó mới có thể luyện. Ba ba tháp có ghi lại kinh nghiệm về tu luyện bí pháp hồn đao trảm. Do đó thu phạm phải khó khăn gì là ba ba tháp giải đáp, là phong phiên dịch. Thu phạm này." La Phong nói xong, thấy Thu phạm trước mắt là chìm vào trầm tư, không khỏi cảm thán, "Ta có thể mua được nô lệ này thật là đại vận mà." "Đúng rồi." Thu phạm là một nô lệ do La Phong mua, hơn nữa, hắn lại là nô lệ cấp vũ trụ cấp 9. Trong vũ trụ mênh mông, dựa vào phương pháp chip sinh vật cấy vào não mà khống chế, thì cao nhất là khống chế được nô lệ cấp vũ trụ bậc 9, vì một khi đột phá tới vực chủ, vực chủ hoàn toàn có thể đập vỡ đầu mình, hủy diệt con chip mà không chết. Do đó, mua bán nô lệ thì cao nhất cũng chỉ là cấp vũ trụ bậc 9. Trong đó, giá nô lệ cấp vũ trụ bậc một là rất bình thường, 1.000 vạn tới 3.000 vạn vũ trụ, tương đương với vài chục tinh cầu có sinh mạng. Còn nô lệ cấp vũ trụ cấp 4, giá cỡ một ức tới 3 ức vũ trụ tệ. Nô lệ cấp vũ trụ cấp 7, giá từ 10 ức tới 30 ức vũ trụ tệ. Nô lệ cấp vũ trụ cấp 8 từ 30 ức tới 100 ức vũ trụ tệ. Nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 cũng từ 30 ức tới 100 ức vũ trụ tệ. Tại sao giá nô lệ cấp vũ trụ cấp 8 và cấp 9 lại tương đương? Chính là vì mua nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 có tính phiêu lưu. Mặc dù nói cấp vũ trụ bậc 9 đột phá tới vực chủ là rất khó, xác suất cực nhỏ, nhưng vẫn có thể xảy ra. Không biết chừng có một ngày, nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 sẽ đột phá. Đột phá tới vực chủ, không bị con chip sinh vật khống chế, khôi phục lại tự do. Rất có thể sẽ giận dữ, giết chủ nhân vốn luôn chỉ huy khống chế hắn. Trong vũ trụ, phát sinh rất nhiều lần nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 sau khi đột phá, vì quá giận dữ mà làm những việc điên cuồng, đổ lục cả chủ nhân. Việc này dẫn đến giá nô lệ cấp vũ trụ bậc 9, ngược lại tương đương với nô lệ cấp vũ trụ cấp 8. Thu phạm, nô lệ cấp vũ trụ bậc 9, có thể tu luyện tới cấp vũ trụ bậc 9, có thể thấy được thiên phú hắn lợi hại như thế nào. Lúc trước La Phong thông qua phường buôn nô lệ, mua được thu phạm. Lúc trước phường buôn nô lệ còn khuyên. Tiên sinh, nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 có tính nguy hiểm một khi hắn đột phá sẽ không ai có thể khống chế được hắn hay là tiên sinh nên mua nô lệ cấp vũ trụ cấp 8 đi mặc dù chỉ thấp hơn một bậc nhưng lại vô cùng an toàn chờ khi nô lệ cấp vũ trụ cấp 8 đột phá tới cấp 9 người sẽ bán nô lệ này đi chẳng lỗ gì ta mua hắn la phong lúc đó không hề do dự bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất sau khi mua thu phạm La Phong biến hóa ra thân thể kim giác cự thú, thông qua kim giác cự thú thì triển thứ mình vừa mới tu luyện thành công nô dịch hồn ấn, hơn nữa còn ra lệnh cho thu phạm không được phản kháng. Làm nô lệ, thu phạm tự nhiên không dám phản kháng. Cứ như vậy, La Phong dùng nô dịch hồn ấn xuyên sâu vào trong linh hồn thu phạm, dung nhập vào linh hồn. Sau đó, thu phạm đã thành nô lệ trung thành nhất của La Phong, là sự trung thành từ sâu trong bản chất linh hồn. Thông qua nô dịch hồn ấn khống chế linh hồn người ta, cũng có ảnh hưởng với ngươi sư phụ ngươi cũng chỉ khống chế qua chín đại nô lệ bất hủ do đó ngươi phải rất trọng thị chất lượng đừng theo đuổi số lượng ba ba tháp nhắc nhở la phong hiểu rồi la phong tu luyện bí pháp hồn ấn cẩn thận đọc hết một lần nên cũng hiểu những tác dụng phụ của nô lệ hồn ấn đương nhiên hiểu rõ việc này lựa chọn một nô lệ phải vô cùng thận trọng vì đây là thông qua linh hồn mà khống chế nô lệ linh hồn hai người có liên lạc chủ nhân có thể hoàn toàn khống chế nô lệ nhưng nô lệ cũng sẽ ảnh hưởng tới chủ nhân. Thu Phạm đã là một nô lệ từ rất lâu, thân là nô lệ, điều kiện tu luyện cực kém, nhưng lại có thể tu luyện tới bước này, ta cũng trả lý lịch hắn rồi, hắn rất đáng trở thành một trong những nô lệ linh hồn ta. Thu Phạm trở thành nô lệ thứ nhất dưới trướng La Phong. Phi thuyền vũ trụ gia tộc Nạc Lam Sơn tùy thời có thể đến địa cầu, sau đó La Phong mấy ngày nay không tiếp tục tiến vào khoang dinh dưỡng, mà ở trên địa cầu lặng lẽ chờ đợi. Ngày 25 tháng 10 năm 2055 thời gian hoa hạ, vùng sát biên giới hệ mặt trời. Một chiếc phi thuyền vũ trụ búa hình giọt nước, giống như một ngôi sao băng, đang lao về phía hệ mặt trời. Trong phòng điều khiển phi thuyền, Bách Tạp La mặc hóc bào và Đức Ôn mặc chiến bò xanh lam, sóng vai đứng trước đài kiểm soát, tiến hành quan sát ngoại cảnh mô phỏng Hai người họ có thể rõ ràng thấy được hệ mặt trời mỹ lệ xa xa. Trung quanh hàng tinh chói mắt, những hành tinh quay quanh nó vĩnh hằng chuyển động trong đó có một tinh cầu màu xanh lam ở rất xa xôi, trông rất nhỏ, hoàn toàn hút lấy ánh mắt hai người. Địa cầu. Bách tạp la lạnh giá nói. Đúng, chúng ta đang tới địa cầu. Trên mặt đức ôn hiện lên vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về phía bách tạp la. Bách tạp la, người còn nhớ sư phụ nói chứ? Chúng ta trước hết đừng làm kinh động người địa cầu, phải lặng lặng lấy đi phi thuyền tộc cơ giới. Ta biết, bách tạp la lạnh giá nói. Đức ôn thầm bực mình, nhưng bề ngoài hay mỉm cười gật đầu. Còn lúc này, vùng sát biên giới hệ mặt trời, trong số những tiểu hành tinh bay tán loạn đang có một vài vệ tinh ngụy trang thành tiểu hành tinh. Kỳ thật trong cả hệ mặt trời, có rất nhiều dụng cụ thăm dò ngụy trang như vậy. Có thể nói, cả hệ mặt trời đã trở nên nghiêm mật vô cùng, trừ phi là kỹ thuật như phi thuyền tộc cơ giới, chứ không ai có thể thoát khỏi dụng cụ thăm dò này. Một tiểu hành tinh ngụy trang không hề có quy tắc gì. Tích, tích tích, những tín hiệu nhanh chóng quay lại cảnh này, rồi truyền ra cả hệ thống phòng ngự địa cầu phòng tổng chỉ huy hệ thống được đặt ở pháo đài nhà la phong những luồng tín hiệu lan tới chiếc phi thuyền vũ trụ cấp d 3 hoàn toàn bị quan sát rành mạch địa cầu đã là bây giờ tối giờ hoa hạ trời đã tối từ lâu cả dương châu thành vô cùng phồn hoa ánh đèn rực rỡ tiếng cười dâm gian trong chỗ ở của la phong bây giờ là thánh địa của vô số vũ giả ở dương châu thành tây hồ biệt viện người trong gia đình la phong đang ngồi quanh bàn ăn cơm tối vợ chồng la hồng quốc cung tâm lan còn có vợ chồng đệ đệ la hoa và con họ còn có cả la phong và thê tử hai con trai đương nhiên và cả nô lệ đầu tiên dưới trướng la phong thu phạm cũng có mặt thu phạm thúc thúc buổi chiều con tu luyện một giờ đao pháp đúng không tiểu hài vội hô đúng thu phạm cười khẽ gật đầu mẹ mẹ nghe chưa tiểu hải nhướng mày một cái nhìn từ hân la phong nhìn nhi tử đáng yêu không thể không cười rực rỡ đột nhiên trên bảo vệ tay chợt phát ra âm thanh tích 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 hả la phong hơi biến sắc đây là mình tín hiệu cảnh báo mà mình thiết định hệ thống phòng ngự tinh cầu một khi xuất hiện những vấn đề gì lớn mới có thể nhắc thẳng mình như vậy la phong cúi đầu xem trên màn hình bảo vệ tay xuất hiện video về tình hình một chiếc phi thuyền vũ trụ hình giọt nước đang từ bờ hệ mặt trời đang lao về phía địa cầu tới đây la phong trong mắt lóe lên tinh mang Bà. Mẹ, mọi người ăn cơm trước nhé, con có việc." La Phong cười đứng dậy. "Con làm việc thật." La Hồng Quốc nói. La Phong nhếch miệng cười cười, đồng thời vỗ đầu hai con trai mình, nắm chặt tay thê tử, nói nhỏ. "Từ Hân, ta phải ra ngoài xem, phòng chừng sáng mai mới có thể trở về. Cẩn thận một chút." Từ Hân nói. Người trong nhà đều hiểu rõ, có đôi khi La Phong có việc trọng yếu, có đôi khi bế quan cả nửa tháng. Do đó bình thường khi La Phong có thể cùng ăn cơm với người trong nhà đã xem là rất hiếm thấy rồi. Việc La Phong đột nhiên ra ngoài, họ cũng đã sớm đã quen rồi. Chỉ là, cơm còn chưa ăn xong, làm La Hồng Quốc phải nói vài câu. Thu Phạm La Phong đưa mắt ra hiệu cho Thu Phạm. Thu Phạm cũng đứng dậy. Hai người nhanh chóng ly khai pháo đài. Vèo, vèo. Hai người phóng lên cao, bay thẳng lên bầu trời Dương Châu Thành. Trên bầu trời cao ngất xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen hai người la phong thu phạm tiến vào phi thuyền vũ trụ lập tức thay chiến y hợp kim giày chiến ầm um, phi thuyền vũ trụ gia tốc nhằm thẳng phía tầng khí quyển nhanh chóng ly khai địa cầu tiến vào vũ trụ cuộc chiến đấu sắp phát sinh phải nên xảy ra trong vũ trụ chiến đấu của cấp vũ trụ sẽ là một đại nạn với một hành tinh phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay màu đen hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng phá tan tầng khí quyển địa cầu xông thẳng vào vũ trụ trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ La Phong mặt không chút thay đổi đứng trước màn hình đài kiểm soát. Trách phía sau, có cường giả nô lệ thu phạm, hai người mặc chiến y hợp kim, được ánh sáng trong phòng điều khiển chiếu xuống phản xạ ra những tia sáng đặc hữu. Họ đại khái cần bao lâu mới tới? La Phong nói với màn hình đài kiểm soát. Trên màn hình xuất hiện ảnh chân dung ác ma. Nếu chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D3 đó bảo trì tốc độ này, đại khái 8 giờ 49 phút nữa là có thể đến địa cầu. 8 giờ 49 phút, La Phong mỉm cười nói chúng ta đi nghênh đón họ thôi cả chiếc phi thuyền vũ trụ lập tức bắt đầu tiến hành gia tốc mặc dù phi thuyền vũ trụ tăng tốc độ rất kinh người nhưng vì trong phi thuyền có hệ thống tự động điều tiết trọng lực khiến cho trọng lực trong phi thuyền vũ trụ luôn luôn bảo trì trọng lực một đơn vị trên mặt địa cầu phi thuyền vũ trụ lao về phía vùng ven hệ mặt trời tộc trưởng tiền nhiệm gia tộc nạc lam sơn là đức ôn và đệ tử ưu tú nhất của nạc lam sơn là bách tạp la đang đáp phi thuyền vũ trụ cấp d ba lao về phía địa cầu khoảng cách hai bên nhanh chóng thu nhỏ lại trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ hình giọt nước cấp D3. Sư huynh ngươi thông báo cho sư phụ đi, bách tạp la toàn thân mặc hắc bảo lạnh lùng nói. Đúng rồi, tộc tổ, tổ mà biết chúng ta đã đến hệ mặt trời sẽ rất vui. Trên gương mặt tuấn Mỹ của Đức Ôn hiện lên nụ cười. Tộc tổ, tổ còn nói, ông sẽ luôn bảo trì ở trong mạng vũ trụ giả định chờ tin tức chúng ta. Ưm, bách tạp la gật đầu. Tích tích tích, thanh âm chói tai vang lên trong phòng điều khiển. Nhất thời bọn Đức Ôn đều hơi biến sắc báo động báo động hệ thống thăm dò hướng dẫn phát hiện ra có một phi thuyền vũ trụ đang bay về phía chúng ta tiếng báo động chói tai vang dội cả trong phòng điều khiển gì thế đức ôn biến sắc phi thuyền vũ trụ bách tạp la cũng khiếp sợ vũ trụ thực sự quá mênh mông với phi thuyền vũ trụ thì thể tích chúng nếu để trong vũ trụ mênh mông rộng lớn thì như một hạt bụi thôi bách tạp la và đức ôn căn bản không thể thông qua mắt thường từ ngàn vạn km mà phát hiện ra phi thuyền đường kính trăm mét được trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ hình địa bay la phong tỉnh táo nhìn màn hình đài kiểm soát trước mắt khởi động pháo quỹ đạo la phong ra lệnh rõ ác ma ba ba tháp trên màn hình vội bắt đầu khởi động nhất thời trên thân phi thuyền vũ trụ ở vòng ngoài trách phía trước có một vòng năng lượng khi vòng năng lượng lóe ra thân tàu bằng hợp kim tự động trũng xuống lộ ra một nòng pháo màu xám bạc chừng sáu thước nòng pháo dữ tợn từ từ vươn ra phía trước chui ra khỏi màn hào quang bằng năng lượng trên thân tàu ở nòng pháo chợt sinh ra một biến hóa rất nhỏ sâu trong nòng pháo mở ảo có ánh sáng lóe ra không gian chung quanh dường như vạn vẹo đếm ngược thời gian khởi động năng lượng 60, 59, 58, 57, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Khởi động xong, thanh âm từ đài kiểm soát chung phát ra vang vọng cả trong phòng điều khiển ba ba tháp nắm chắc cơ hội chuẩn bị hành động bắn tan nó ra la phong hạ lệnh ha ha cứ giao cho ta trên màn hình ác ma đắc ý phi thường pháo quỹ đạo đây là lễ vật mà la phong chuẩn bị cho nhân mã gia tộc nạc lam sơn trước đó hắn đã sớm thăm dò biết được có một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp d 3 tới đây do đó hai năm qua la phong bỏ ra một khoản tiền lớn mấy nghìn Đức vũ trụ tệ để mua một chiếc pháo quỹ đạo cấp d 3 rất khó kiếm được pháo quỹ đạo cấp d 3 vì vũ khí chỉ cần đạt tới cấp 100 là đã thuộc loại hạn chế cung cấp rồi. Kênh bình thường rất khó mua được, hơn nữa giá của vũ khí kỹ thuật cao còn có thể rất đắt. Mặc dù thông qua hội đấu giá có thể mua được loại vũ khí kỹ thuật này, với giá có thể rẻ hơn một chút, nhưng La Phong cũng không thể đợi. Do đó hắn thông qua một siêu công ty rất có bối cảnh là kỳ vật trai, bỏ ra 2.600 ức vũ trụ tệ để mua một pháo quỹ đạo cấp D3, một tinh hệ, tỷ như hệ ngân hà, có giá bán có thể đạt tới 2.600 ức vũ trụ tệ đã là không tệ rồi. Bởi vậy có thể thấy được La Phong bỏ ra nhiều tiền đến như thế nào. Nhưng La Phong từng bỏ ra rất nhiều tiền ở kỳ vật trai, nên lúc này kỳ vật trai mới nguyện ý giúp La Phong tìm mua một pháo quỹ đạo cấp D3. Nếu không có những khoản tiêu phí lớn lúc trước, kỳ vật trai căn bản không giúp cho La Phong mua loại vũ khí hạn chế cung cấp này đâu. Khoản tiền mà La Phong tiêu phí ở đây chính là những vật liệu chân quý mà La Phong mua để tu luyện bản tôn thiên địa. Số tiền để mua những vật liệu này còn nhiều hơn mua pháo quỹ đạo cấp D3 nhiều. Có những kim giác cự thú đến chết mà bản Tôn Thiên Địa cũng vẻn vẹn chỉ tu luyện tới tầng thứ nhất, điều này có thể thấy được việc tu luyện bản Tôn Thiên Địa khó như thế nào. Một kim giác cự thú bình thường có thể so với một giới chủ đỉnh cao, nó cũng có thể có phân thân nhân loại. La Phong đã thông qua thế giới nhân loại để mua những vật liệu này, thế thì những con kim giác cự thú trước đương nhiên cũng biết đưa ra phân thân nhân loại, sau đó ở xã hội nhân loại mua những kim loại với thực lực giới chủ đỉnh phong thực lực tiền bạc kinh người như thế thế mà bình thường cũng chỉ tu luyện thành tầng thứ nhất bản tôn thiên địa khi tu luyện bản tôn thiên địa sẽ làm cho thân thể kim giác cự thú có thể thu nhỏ lại mật độ gần cốt cờ bắp sẽ gia tăng rất lớn làm sức mạnh của nó tăng vọt bình thường càng nhỏ thì tu luyện ngược lại càng dễ dàng hơn một chút cũng như tiểu hài tử nhân loại còn mềm dẻo dễ dàng rèn luyện thân thể càng cường đại muốn thu nhỏ lại thì khó khăn càng lớn do đó kim giác cựu thú cấp vũ trụ mà tu luyện kỳ thật sẽ gặp những khó khăn ít hơn một chút vì tính toán như vậy nhưng muốn hoàn toàn tu luyện thành tầng thứ nhất lại cần vô số vật liệu chân quý nhưng lúc này la phong vẫn còn thiếu hai loại hai loại này rất quý giá vô cùng hiếm thấy la phong ở kỳ vật trai đã mua những vật liệu chân quý bỏ ra nhiều tiền lắm do đó kỳ vật trai đương nhiên rất trọng thị một siêu khách hàng như vậy cho nên họ mới nguyện ý hỗ trợ tìm ra một pháo quỹ đạo cấp d ba như vậy pháo quỹ đạo Phóng. Trong phòng điều khiển, ba ba tháp gầm lên hưng phấn. Không gian. Phi thuyền vũ trụ cấp D3 đã phát giác phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay màu đen đang không ngừng tới gần. Là một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D3. Đức ôn nhíu mày. Có thể tránh nó không? Chủ nhân, chúng ta đang bay về phía địa cầu, nó lại từ địa cầu bay tới, bất luận chúng ta thay đổi phương hướng như thế nào, họ cũng có thể dễ dàng tới gần chúng ta, chúng ta không thể tránh họ được trên màn hình phòng điều khiển chuyển đến thanh âm của trí năng quang não hơn nữa nếu chúng ta muốn thay đổi tốc độ cũng cần khá nhiều thời gian một chiếc phi thuyền vũ trụ mặc dù có thể đạt tới tốc độ ánh sáng nhưng đó là trải qua một thời gian dài không ngừng gia tốc cuối cùng mới đạt tới tốc độ ánh sáng đây là tốc độ cực hạn trong nguyên vũ trụ còn muốn gia tốc nữa hoặc làm chậm lại thì không thể trong nháy mắt gia tốc quá nhanh việc này làm đối phương rất dễ dàng tới gần nếu chúng ta không tới địa cầu thì có thể thoát khỏi nó Chí năng quang não nói mặc kệ chiếc phi thuyền đó đi bách tạp la lạnh thanh nói một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp d 3 cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta chiếc phi thuyền này hẳn là dưới trướng la phong đức ôn nhíu mày nói bây giờ e rằng bọn họ đã biết chúng ta đến rồi tộc tổ đã ra lệnh cho chúng ta phải lặng lặng tìm được phi thuyền tộc cơ giới đã phát hiện thì không cần phải che giấu nữa bách tạp la lạnh lùng nói tiếp tục tiến về phía địa cầu hai người bách tạp la Đức Ôn vừa mới tranh luận xong, cũng mất thêm vài giây. Có. Một sóng xung kích từ khẩu pháo quỹ đạo mắt, thường khó có thể phát hiện ra, trong không gian chỉ lưu lại chút sóng không gian, dùng tốc độ ánh sáng trong nháy mắt bắn chúng vào phi thuyền vũ trụ cấp D3 này. Vì không hề phòng bị, bị pháo quỹ đạo tốc độ ánh sáng bắn. Hệ thống hướng dẫn thăm dò trước phi thuyền vũ trụ cấp D3 chỉ có thể truyền tín hiệu với tốc độ ánh sáng thôi. Phi thuyền vũ trụ cấp D3, khi vừa nhận được tín hiệu từ hệ thống thăm dò, thì cú oanh kích của pháo quỹ đạo đã bắn thẳng vào phi thuyền vũ trụ. Phốc, một bên sườn chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ hình giọt nước, trong nháy mắt bị xé rách ra một lỗ to đùng, xuyên qua cả bụng phi thuyền vũ trụ, hơn nữa còn xuyên qua bên kia. Điều này làm phi thuyền vũ trụ vẫn còn phi hành với tốc độ cao, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Vô số xác hợp kim bắn tung ra bốn phương tám hướng, làm cả vùng không gian bảo trì tốc độ cao này xuất hiện rất nhiều rác vũ trụ. Từ phòng điều khiển của xác trước phi thuyền nhanh chóng bay ra hai bóng người lơ lửng trong vũ trụ chính là đức ôn và bách tạp la sao có thể như vậy đức ôn trợn tròn mắt đã bị pháo kích có gì mà không thể bách tạp la hắc bảo phẫn nộ quát vũ khí đường xa cấp d 3 vượt qua tốc độ ánh sáng tuyệt đối là thứ hạn chế nói về giá có thể sánh ngang với binh khí niệm lực binh khí nguyên lực cấp 5, cho dù là cường giả giới chủ bình thường cũng không muốn lãng phí tiền bạc mà mua thứ pháo quỹ đạo này đức ôn liên tục lắc đầu Vẻ mặt khó có thể tin, trên địa cầu, sao mà có thứ pháo quỹ đạo cấp D3 mà cả giới chủ cũng không nỡ mua này. Đối với một giới chủ, thì mặc dù có thể mua pháo quỹ đạo cấp D3, nhưng cũng rất ít khi mua, vì giới chủ tiện tay một kích cũng có uy lực vượt qua cả pháo quỹ đạo cấp D3 rồi. Giới chủ không có thực lực phải mua pháo quỹ đạo cấp D3 cũng chỉ là con số cực nhỏ. Không thể. Trên mặt Đức Ôn đầy vẻ lo lắng. Đừng lắm chuyện, không có phi thuyền vũ trụ, chúng ta muốn bay đến địa cầu cũng đều phải mất hơn nửa năm bách tạp la truyền âm lạnh lùng nói ầm ầm xa xa một luồng hào quang nhanh chóng đến gần đức ôn địch nhân tới rồi bách tạp la vội truyền âm quát hả đức ôn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen nhanh chóng ép đến gần cái quỷ dị là chiếc phi thuyền vũ trụ này không ngừng chậm lại cuối cùng khi còn cách họ vẻn vẹn chỉ mấy trăm km thì ngừng lại đồng thời cửa khoang phi thuyền tự động mở ra một bóng người từ cửa khoang nhanh chóng bay ra, cấp tốc bay về phía họ. Mấy trăm km mà đối phương chỉ nháy mắt đã tới. Đây là một nam nhân mặc chiến y màu đen, đầu chọc môi dày, nhìn có vẻ chất phác. "Nhanh." Đức Ôn kinh hãi. "Ầm ầm." Một đao quang màu bạc xé gió tấn công, tốc độ cực nhanh, Đức Ôn chỉ là cấp vũ trụ cấp 6 không kịp né tránh, trợn tròn mắt hoảng sợ. "Vèo." Đầu nổ tung. Tộc trưởng thứ hai của gia tộc Nặc Lam Sơn đức ôn nặc lam sơn đã ngã xuống đao quang màu bạc tốc độ không giảm bao nhiêu quật thẳng về phía người áo đen bách tạp la kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh hay để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người